Chào anh Hằng, chào anh Giang. À, chào anh Quy và chào quý vị khán giả ạ. Em tên là gì? Em tên là Minh Luân, năm nay em 20 tuổi. Minh Luân hả? Dạ. 20 tuổi. Trời ơi, thế lực nào mang em tới đây? À, quả địa cầu có bốn đại dương. Đang làm gì con? Dạ. Đang làm gì? Dạ đang làm người mẫu ảnh à. Cái miệng gọn ha. Chim chím cười được đó. Trời ơi, mặt như bé Xuân Mai vậy đó. Trời ơi, mắc cỡ kìa thế dạ. Thế hả? Em run quá. Run hả? Hồi nãy giờ giống ai ta, cái khuôn mặt giống ai này, hình như giống một kiên quỳ. Không. Đâu. Bước xuống. Hai em bước xuống đây. Không phải, để em bước nhìn xuống. Cho xuống. Y chang. Cười cái coi, hai đứa cười cái coi nè, cười. Ủa sao cao quá vậy? Giống. Cao quá, em cao biết bao nhiêu hả? Dạ 1m88. 88 hả? Có không, dữ vậy. Dạ 1m88. Quy cao bên mấy? Dạ 1m. Thôi. Không, thiệt. 1m75. 75, 88 sao đâu có tôi tới nổi. Em cao cả 1m8 là cùng. Không, hơn. Hơn 1m8. Chắc 83 với 88 vậy. Quy. Con bé nó run. Đứng cho nó hùng cái, nó lấy lại tinh thần. Em hôn anh Quy cái chịu không? Thời gian mình chuẩn bị bắt đầu nha bạn ơi. Cố lên. Cho em hát một bài được không ạ? Ca đi. Em gung quá, em cao một bài được không? Ca 2, 3, vô. Gung 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 qua. Gung 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 qua. Hey, hết rồi. Trời ơi. Em à. Em. Trời ơi. Ở đâu mà ai phái bà xuống đây vậy trời? Thì đi. Cho em lấy lọc cụ nha. Lấy đi. Trời ơi. Nết na gì thôi, muốn gì nữa. Bà thả cái thao ra kìa. Trời ơi. Trời ơi thiệt. Trời ơi. Gung quá. Sẵn sàng chưa? Thời gian 60 giây bắt đầu. Hôm nay về nhà chồng á, nhưng bác giặt đồ. Giặt đồ sao? Hả? Nhưng bác về nhà chồng giặt đồ. Mẹ dặn á, hôm nay về nhà chồng là con gái phải đắm đen, là con gái phải biết giặt đồ. Ý có nước rồi. Ý hết nước rồi. Mẹ còn dặn á, là con gái phải xinh, ai không xinh thì cái mặt như cái bánh ninh. Là con gái phải điệu, ai không điệu xấu gán dịu. Ý có nước rồi. Bọn đã chiến thắng vang rồi, thắng của ta đây bao lần lại rồi. Em cái vụ có nước rồi là muốn nghĩ sao nghĩ ha? Vì sao có nước là mình tự nghĩ ha? Không biết nước đâu ra, ý hỏi nước đâu ra. Niềm tin mãnh liệt. Để dòng tiếp theo. À rồi biết nãy nhảy ai không? Làm khách gì đó nhưng mà nói không giống. Cái giọng nói không có giống. Dạ hôm nay em bị cảm. Bị cảm nói mới ra giọng bả đó. Cái giọng bả nói cả đời đi, giọng mũi không à. Lên cái video. Giọng kêu ai cũng điều hứa gắn chịu. Để cái môi phải vậy nè. Cái giọng bả hay càng tí nữa. Thì giọng hai đi bà nội. Thi tiếp hay ngừng lại ạ? Dạ anh thi tiếp ạ. Có tiền rồi. 2 triệu rồi. Có nước rồi, có chừng mất 2 triệu. Thời gian 60 giây bắt đầu. Ý có nước rồi. Ý hết nước rồi. Nhảy vô. Là con gái, mẹ dặn là con gái ngủ phải ngay, chồng nó mới phải. Là con gái phải thiếu nợ, chồng nó mới sợ. Ý lại có nước rồi. Nước chồng ta thao thần kỳ thì niềm tin. Bởi nhân gian người ta có câu điệu chảy nước. Nãy giờ chảy nước qua trời mà vẫn chưa giặt xong thao đồ là cũng là lớn hơn nghe. Bọn đã chiến thắng vang rồi, thắng của chúng tôi đây bao lần lặp lại rồi.
10 triệu. Giải thích thông minh. Đúng được rồi. Giải thích thông minh được. Chéo. Cái này cũng lạ lắm mà nghe. Em ơi. Dạ. Ở nhà hiện giờ đang làm gì? Dạ hiện tại đi là chụp hình quảng cáo sản phẩm livestream. Rồi có bán được không? Dạ ế đi. Trời ơi, ở đâu mà cưng quá trời. Bây giờ làm sao để mua em về nuôi nha. Tới giờ thả ra nói chuyện thôi vui rồi đó. Trời ơi, dễ thương quá đi. Bộ đồ này ai mua cho, ai sắm cho bộ đồ vậy? Dạ, dạ mẹ sắm. Có người yêu chưa? Dạ, em đang làm gì có người yêu. Em đang còn sợ ế đây này. Ế đây này. Bé ơi, bạn bè anh không lắm. Hiện nay đó thì em rất là có duyên ha. Nhưng mà quan trọng là nãy giờ mình làm hai cái này nó một e rồi. Anh không biết là cái tuần thứ ba em có làm cái này nữa hay không. Thứ ba là em có làm cái, nhưng mà vòng thứ cái tiết mục chưa có chuẩn bị âm thanh kỹ á, nên dừng lại đúng không? Chắc em dừng lại. Rồi dừng lại. Dù lắm nhưng mà em chuẩn thời chuẩn bị âm thanh không có được. Thế mà dừng lại rồi mình diễn tặng đi. Dạ dạ dạ. Đây là thân tặng ha. Dạ dạ dạ, em đi dẹp này cái nha. Trời ơi, cương lắm luôn thiệt á. Ở đây bà sợ đôi dép đau á. Em là con gái chắc đẹp lắm á. Có bao giờ nghĩ mình là con gái chưa? Ê, vậy người ta qua năm tính lấy vợ phải không? Dạ. Qua năm mình tính lấy vợ phải không? Dạ, không. Quỷ ma trà trộn hả? Sao? Dạ, tự nhiên em khát nước quá à. Hết vòng vòng này phải lấy hơi cao là cao luôn. Có nước rồi kìa. Kè uống nước đi. Trời ơi, cưng quá à. Trời ơi, bà này hồi xưa cái cốt bà là gái cung đình nè. Tức là múa cho vua coi đó. Hiện tại là vẫn còn độc thân phải không? Dạ. Thành cũng sẽ có một vài cái mối giới thiệu. Có nha. Anh bạn anh Đức quẩn lắm. Ưng không? Em cũng rất là thích anh Đức à. Thích lắm hả? À. Dạ. Thích sao vậy? Thích cái chỗ nào nói anh nghe coi rồi anh gả cho nè. Thích kiểu mà... Em thích cái dạng rộ rộ vậy đó phải không? cái gu của em là rộ rộ hả? Dạ. Hay sao? Đánh cái mặt hơi trắng trắng một xíu á. Thích mặt trắng trắng hả? Trắng trắng là bắp. Đức là cái trắng, Đức là uống kem trộn với trắng. Bắp chịu không? Bắp chịu không? Bắp đằng thôi. Mình diễn tặng nha. Mình đang quẩn. Im đi. Ta đang gả. Bắp đang quẩn. Nhưng mà em không thích. Em chỉ thích anh Đức thôi. Thấy không? Chết rồi. Đức giờ có giá quá rồi. Giờ làm sao? Thời tới cảm nổi. Nhưng mà tại sao mà giữa một cái người như bắp đẹp trai như vậy mà em từ chối, mà em chọn anh Đức, cho anh biết cái lý do cái tại sao kỳ vậy? Tại cái ru của em cũng gỗ gỗ á. Nếu mà em chuẩn bị đầy đủ á là em sẽ chơi tới cùng để em có tiền để mở cái spa để mỗi ngày được nặng mụn cho anh Đức à. Hay quá. Em ơi, nếu thật sự em yêu thích gương mặt rỗ và muốn nặng mụn thì anh giới thiệu anh Nhật Cường cho. Anh Cường đây đầy đặn hơn, mặn mà hơn, mặn hơn. Hiểu không? Thôi em chịu anh Đức mà thôi. Anh Đức thôi chắc phải điện Đức quá. Anh Đức chắc nó mừng lắm em. Lát anh cho số điện thoại Đức điện ha. Khoái chồng nào khoái. Thi mày nãy. Dạ này diễn tặng thôi nha. Rồi. Diễn tặng tặng đó. Rồi được cứ cho luôn tiền đó. Bấm giờ cho cảm giác thiệt nè. 60 giây bắt đầu. Mọi người ơi, hôm nay em sẽ kể cho mọi người một cái chuyện hết sức là buồn. Buồn ơi là buồn. Buồn ơi là buồn. Em đi trong một khu vườn nọ. Em đi tung tăng. À, như cái cành cây. Để tháo cái cành cây ra. Em đi tiếp. Em đi tung tăng. Ở đâu đó viết bài đó. Đôi dép của ai mà đẹp quá vậy? Hả? Đôi dép này là của ai? Của ai? Cái này mà em mới lòng tiếng vô, hôm nay em không thương chuẩn bị anh. Làm tiếng gì? Ví dụ, làm tiếng của gì? Anh Đức.
của anh đứng xong rồi em mới